Tiếp theo là đồng hồ Quan Lâm có săn được với các bác hai chiếc. Hai chiếc này là hàng trưng bày thanh lý bên em mua được trong cái đợt là đi công tác Nhật vừa rồi tại một outlet của Seiko. Chiếc màu xanh này thì các bác sẽ có mã là SBD, em xin lỗi là SARX081. Đây nó là bản giới hạn 1.000 chiếc thuộc bộ sưu tập của năm 2020. Còn chiếc màu xanh ngọc lục bảo này của em thì nó sẽ có là SARX071 các bác nhé. Đó. Và chiếc này thì nó là bản giới hạn 1.964 chiếc trên toàn thế giới. Về kèm sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ và hướng dẫn sử dụng đi kèm. Hai chiếc này thì được mua vào tháng 9 năm 2022, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Em sẽ trên tay đại diện với các bác chiếc này, chiếc SARX071. Giá bán lẻ đề xuất là 91.300 yên, khoảng 17 triệu rưỡi 18 triệu cho một chiếc hàng mới. Đây là tính cả thêm tiền vận chuyển về. Hàng trưng bày các bác nhé, còn siêu mặt trong. Đường kính khoảng tầm 41, dày là 11,8 và lắc thu lắc là 48. Với các bác tay từ 16 trở lên là đeo rất đẹp chiếc này. Thích màu mặt xanh ngọc lục, xanh ngọc lục bảo. Kim cọc đính nổi, bắt sáng rất tốt và có 3 kim một lịch. Vân trải tia, dạ quang có đầy đủ. Cái vành benzen này thì xoay được hai chiều. Mặt kính sapphire, núm chỉnh giờ thì sẽ có logo của Seiko. Mặt sau thì các bác sẽ có đáy kín. Đây. Chiếc này số thứ tự là 320 trên 1964 chiếc. Và chống nước 13, thân thép không gỉ, made in Japan. 6R35, kính sapphire các bạn nhé. Vẫn còn siêu đáy. Với bộ máy 6R35 sẽ có 70 giờ tích góp tối đa và sẽ có 24 chân kính. Kèm với đó là có đầy đủ tất cả các chức năng, dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ và có hỗ trợ con tay. Dòng này thì thoải mái rồi, 70 giờ tích góp là 3 ngày. Một bộ dây thép đúc đặc và khóa nó sẽ có logo. Gần 3 ngày không đeo thì các bác sẽ bỏ ra thì nó vẫn đồng hồ vẫn có thể hoạt động tối đa các bác nhé. Size 41, chống nước 100m, kính sapphire, máy 6R35. Và chiếc này đồng hồ Quan Lâm về là 14 triệu 900, mã 6959, giá 14 triệu 900. Như chiếc này mà những cái hàng mới trước về là 15 triệu 8 đấy các bạn. Bây giờ có một chiếc 14 triệu 900. Cả chiếc này cũng thế các bạn nhé. Cũng trong cái đợt vừa rồi vẫn siêu mặt trong vẫn còn này. À, nó chỉ khác mấy màu mặt thôi. Chiếc này thì nó được thuộc bộ sưu tập của năm 2000 Collection 2020 là nó sẽ không đánh số và đây nó là bản giới hạn 1.000 chiếc thôi trên toàn thế giới. Và chiếc này thì nó sẽ có một cái dây da đi kèm trong hộp. Cái hộp thì nó về sau các bác nhé, em sẽ show cho các bác cái đồng hồ trước. SARX081 104.500 yên. Đó là khoảng tầm 18 triệu rưỡi. Săn được một chiếc hàng trưng bày thanh lý 14 triệu 9. 18 triệu rưỡi 19 triệu cho chiếc này đấy. Size 41 này. Dày 11,4 và lắc tu lắc là 48,2, tương tự như chiếc vừa rồi nhưng mà nó là mặt màu xanh dương. Đó. Hai cái màu đẹp nhất của những cái bạn này. Vân trải tia, kim cọc bắt sáng rất tốt. Và trên này có kim dây màu xanh lục. Có dạ quang đầy đủ các bạn nhé. Vành cũng là màu xanh navy luôn. Núm chỉnh giờ có logo chữ S của Seiko
Ở mặt sau thì các bác sẽ có thấy Japan Collection, bộ sưu tập của Nhật Bản năm 2020, Made in Japan. Chỉ tất cả những cái bộ sưu tập, những chiếc trong bộ sưu tập Collection 2020 này thì đều giới hạn 1.000 chiếc và không đánh số thứ tự. Thân thép không gỉ, máy 6R35, chống nước 100m, Limited Edition. Đi kèm là dây thép đúc đặc và khóa có logo của Seiko. Với 70 giờ tích cót tối đa và chống nước 100m, kính sapphire. Thì các bác mà đang yêu thích những chiếc này thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm. Vừa đẹp lại còn có thể có giá trị sưu tầm. Mã 6958, 14.900.000.